với cả hai bên. Rất nguy hiểm. Chúng ta được sát với trận đấu này, tình huống rồi chúng ta phải có mặt ở nhà thi đấu thì chúng ta mới cảm nhận được sự khó chịu của những tiếng kèn. Cơ hội không được. Nguy hiểm, chích mũi không được. Điều chuyền dài, đó là một tình huống dứt điểm thẳng. Bóng dài, nguy hiểm. Vẫn còn dành cho Gia Lai, không được. Cơ hội dành cho Tiến Tí, ngoặt bóng. Hơi chậm, dứt điểm, không thành công. Phản công dành cho cầu thủ Tiến Tí, vẫn là Tiến Tí. Cơ hội, khoảng trống, không được. Vị trí của Gia Hào, cơ hội. Bàn bật ở cự ly nhỏ và xử lý ở phạm vi hẹp là khá hay. Tới từ cầu thủ Vang, không được. Tình huống dứt điểm là của Gia Hào. Cơ hội! Và 1-0 dành cho Tiến Tí về sát. Nam Cường là người ghi bàn. Cầu thủ Tiến Tí rất dẻo. Quả người thành công, đáy biên đưa bóng vào. Tình huống chơi bóng tập trung tới từ thủ thành Khắc Dũng. Cơ hội không được. Ăn miếng trả miếng tới từ cả hai bên. Có thể xử lý. Được chuyền khá hay. Cột hai. Không vào. Em thổi kèn thực sự là quá nhức đầu. Mình mới ốm dậy trong ngày hôm qua, mình đã bị sốt viêm họng và không thể đồng hành được. Ngày hôm nay thì đã có thêm một bàn thắng nữa, lần này nó tới từ vị trí của cầu thủ mang áo số 7. Bây giờ mình có thể quay lại với quý vị và các bạn. Chúng ta đưa bóng vào rất nguy hiểm. Ở bảng đấu này thì đang có rất nhiều bảng. Chu Chí Vịnh qua người thành công. Chu Chí Vịnh không vào. Diễn ra vào sau khi trận đấu này kết thúc. Thêm một tình huống dứt điểm nữa. Đi bóng của Quốc Quý. Phản công dành cho các thủ Gia Lai. Cơ hội có thể dứt điểm. Rất đáng tiếc dành cho các thủ. Phá quá người. Được chuyển ngang, cơ hội rất rõ ràng. Cơ hội dành cho Tiến Tí. Không thể chiến thắng được thủ thành Khắc Dũng. Tiếp tục là cơ hội nữa dành cho cầu thủ Tiến Tí, dứt điểm, bóng đập xa ngang. Chưa tới với cầu thủ áo vàng. Mất bóng nguy hiểm, tiếp tục qua người. Đây rồi, vẫn không thể chiến thắng thủ thành bên phía cầu thủ Gia Lai. Tiếp tục là tình huống dứt điểm và lần này bóng đi vào lưới. Rất dẻo, cơ hội rất rõ ràng dành cho cầu thủ áo vàng. Cơ hội, bỏ lỡ cực kỳ đáng tiếc tới từ vị trí của Nam Cường. Tục là cú dứt điểm nữa. Tình huống đánh dọc biên khá hay. Đưa bóng vào, cơ hội đây rồi. Tiếp tục là bỏ lỡ rất nhiều. Cơ hội tiếp theo đối mặt. Qua người thành công. Bóng không thể vượt qua. Trận đấu giữa cầu thủ Tiến Tí VS Sắt và cầu thủ Gia Lai đã kết thúc với tỷ số là 6-0. Xin chúc mừng cầu thủ Tiến Tí VS Sắt với một trận đấu khá ấn tượng.